Huyện ủy Trảng Bom vừa tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 50, 55, 60, 65 tuổi đảng đợt 2 tháng 9 2023 cho 18 đảng viên thuộc đảng bộ các xã, thị trấn, chi bộ trực thuộc huyện ủy trên địa bàn huyện. Đồng chí Phạm Xuân Hà, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi đảng cho một đồng chí, huy hiệu 60 năm tuổi đảng cho một đồng chí, huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho 8 đồng chí và huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho 8 đồng chí. Đồng thời thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự biết ơn và quá trình cống hiến của các đồng chí đối với quê hương đất nước và động viên các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu, phát huy truyền thống của gia đình, góp phần xây dựng quê hương thì càng phát triển.